cho mọi người vlog Long An, sống ở Long An. Đây hôm nay vợ chồng mình có tô bún riêu chà bá đó bạn. Mời các bạn, hai vợ chồng mình ăn ngon lắm các bạn. Mời các bạn ăn cùng hai vợ chồng mình nhé. Đây mình chấm với mắm tôm. Với mắm tôm các bạn, ngon lắm các bạn. Rồi ăn thôi. Rồi ăn thôi các bạn. Sảy luôn. Đi làm gì là có mua cho vợ tô này nè, hai chồng ăn này các bạn. Có thịt bằm ngon lắm các bạn. Có da heo nè. Ăn cái béo dai đã các bạn. Có miếng thịt bằm hả? Nhiều. Mà gấp nhiều cũng được. Không biết là chấm quýt là ngon lắm nè. Đây có thịt bằm này ha. Giỏi quá. Ngon không ta? Bum. Con đang nhai vậy? Được béo. Tốt quá. Ăn nữa không con? Tôi còn đây còn đang. Nếu còn đang nha. Nó xong rồi đó. Cha biết rồi. Thì hơi ra. Khoái thằng béo khoái. Thằng nhà này nó ghét rồi. Mấy cái phủ văn chưa? Cứ chiều của hai vợ chồng mình nè các bạn, đơn giản thôi. Tôi không làm ngàn hai vợ chồng ăn no hết vậy. Thì có gấu nha. Ăn cắp nó kêu bà biết rồi đó. Giờ cho là họ không đúng không kịp bà la làng vậy đó. Kẹp hơi gấu gấu. Ăn con. Trời ơi. Nó con tôi. Con gấu nha. Thật mà. Còn nhiều ốc này ra. Dùng ghẹo em thôi chứ không biết mà. Bà biết mắm. Khoái lắm. Mắm tiêu kiểu khoái quá cậu. Ăn. Thôi quên bỏ về ăn nữa thôi. Thôi đừng bỏ nhiều, tốn tốn em. Rồi mình ra ăn cũng được. Đừng bỏ nhiều quá, tốn tốn. Không có chú đâu. Thịt bằm này cố phái này ạ. Nhiều nó không phải ăn con miếng nó cũng bỏ này. Đúng rồi.
chưa chưa đút nó đi, đút gấu đi. Dạ hết. Ừ, ngon con. Sốc nữa. Ừ, cho liền. Gì con? Nó hơi nóng hả? Hơi nóng sao vậy? Con nhả ra luôn. Làm cho cháu quên thổi. Xin lỗi con nha. Này cũng đâu có nóng dữ đâu con. Nhiều quá, nhiều quá. Tình bực bực bực. Ẩm nó ra, ẩm nó ra. Ẩm gì? Đồ vậy? Kệ đi. Ẩm ra kệ ăn hết vậy nha. Cho gì ốc chơi đi. Cho nó lấy liền hả? Cái thứ này là gì vậy? Ngon quá. Không hết nước rồi. Dạ. Coi cao rồi, thay đảo vậy. Rồi con miếng nữa ha. Chắc nãy dính ớt gì á, nó nhả ra, chứ đâu có nóng đâu. Nè, chắc nãy dính cay á, không thấy là nóng. Biết ngon mà ngán, ăn nhiều quá ngán. Hình như cái ăn cũng có nghe mùi, giống thịt có nghe mùi hành cháy nữa, thịt đậm á. Tiếc mà nghe mà thôi chào bạn nhé, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhiều người vlog, nhớ đăng ký kênh mọi người nhé các bạn. Chào bạn dẹp thôi, dẹp đi chưa tại vô chén không nè, cho lên cây đủ việc giờ. Ủa sao cái đó không chén nó dục ra ngoài bớt cái đi rồi hả, để đó cái chén á, nãy mà không vớt miếng nước kia giờ đổ ra ngoài á để nó hôi lắm. Ừ.
ăn các bạn luôn, sạch sẽ liền, xong dẹp các bạn luôn hết vậy.